ghé vườn lan của em Quân, vườn lan Mộc Bỏ Chân. Và em Quân có chia sẻ lại cho nhóm hội hoa lan Nhâm Tuất 2 chậu, 1 chậu bạch tuyết 45 cm và 1 cây lây đẹp phúc đêm. Và thay mặt cho hội hoa lan Nhâm Tuất và ban quản trị thì xin chân thành cảm ơn em Quân rất nhiều đã tiếp đón anh em Nhâm Tuất ở mọi miền cả nước ghé về thăm em, và lại còn chia sẻ cho hội hoa lan Nhâm Tuất 2 chậu giống rất chi là đẹp. Trân trọng cảm ơn em rất nhiều. Nhân dịp năm mới chúc cho vườn lan Mộc Bỏ Chân luôn luôn phát triển. Chào em Thắng nha. Mãi mãi đoàn kết và chào chia sẻ Phương. Được nhiều con giống cho tất cả anh chị em yêu lan trên cả nước. Chào Cam nha. Chào mọi người đang xem. Chúc em xuống, ăn xuống rồi em trai. Chúc cho hội hoa lan Nhâm Tuất là ngày càng phát triển và đoàn kết hơn nữa. Xin chào 21 người đang xem nha. Anh em ơi! 1, 2, 3, đoàn kết là sức mạnh! Ai vô đây? Khán giả dưới rất nhiều. Khán giả ở dưới cứ vô, 1, 2, 3, vô. Rất nhiều luôn. Xin chào 38 người đang xem live stream của mình. Đây cho mình tiết đẹp cực kỳ đẹp. Cả nhà mình ngồi đi, cả nhà mình ngồi đi nhỉ. Chỉ một cây không tên. Kiếm đây mình xin xuống like nha mọi người, chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Xin chào mọi người buổi sáng nha. Đây. Đây chuẩn bị tách chậu sân cước. Này đang làm gì vậy anh? Mình xả cho thải bớt rồi. Rồi nước vô cho nó dễ tách. Dễ dở cho chậu. Lợi quá trời rồi. Chào Danh nha. Ừ.
này cũng tách luôn hay gì? Tách luôn. Tách hai chậu nha, chậu sinh cước với chậu bạch tiết nha. Chào Long nha. Chào 12 người đang xem. Chào em Linh nha. Chuẩn bị mổ xẻ hai em. Chen chúc quá, đẻ nhau chen chúc quá nuôi không nổi nha, phải tách ra là nhà, làm nhà, nhà làm nhà riêng cho nó. Có được cái hai mới có được cái hai hai 40 mắt coi à. Chào 22 người đang xem. Em xin chúc mọi người buổi sáng thật là vui vẻ. Chào em Tấn. Vô đông cho vui bà con ơi, vô đông cho vui anh em ơi. Đây. Chuẩn bị tách cái bùi xương cước này ra, chậu xương cước này ra. Chào Tấn Vũ nha. Minh em đang làm gì Minh? Đang cắt khúc à. Hả? Em đang làm gì ạ? Dạ. Em xuống giống cái gì ạ? HO. HO. Cây của em. Cây này của em Minh. Em Minh đang tìm đòi để cho cây lên mầm hả? Dạ. Giờ đang mở mắt hả? Mở mắt rồi. Mở mắt hả? Cắt ra trồng. Cắt lên nào chưa lên thì mình ương. À, chưa lên ương. Hết chuyện vậy chứ không phải đơn giản đâu nha. Thế vậy chứ không phải vậy đâu á, qua Tết hết. Hay Bạch Tiết. Chào Tiền Vũ nha. Đây bà Tiết nè mọi người. Bảo gì? Cái này cũng là Bảo gì? Xương cước dễ thương. Đây. Hai chậu. Ở đây bảo gì? Rừng bảo gì ha. Chào em Hổ nha. Này Bảo gì? Chào em Bảo Nhân. Ủa Bảo Nhân đâu mà không thấy, từ sáng không thấy Bảo Nhân. Em đang đâu em? Chào em Thừa Phạm.
không biết cây này của ai, cây xin cứu được của ai nữa mà đẹp thi ớt luôn nè. Đó, nó đẻ mới bữa trước điều nói giờ nó đẻ thêm mầm nữa, không biết của ai nữa. Nên Thực Phẩm ơi, nhãn hàng Thực Phẩm ơi. Quá đẹp. Mọc xương cước, bao nhiêu người mơ ước. Không phải của em anh ơi. Thôi vậy là để cho Sơn ăn luôn, để cho Sơn ăn cái mầm gốc này luôn. Chút tính kêu tụi nó lấy gì lấy bầu để nhử Sơn mà thôi, để cho Sơn ăn luôn ha. Em xin chào một người đang xem nha. Cho mọi người coi một cái chậu xương cước cũng vừa vừa chứ không lớn gì mấy. Đây xương cước ngọn đi như nè, đó chắc cả khoảng chừng 4 mét. Em này thắt ngọn rồi. Bộ gì quá đẹp đó, hai cây tương đối với nhau luôn, quá đẹp. Nay mày ảnh ú nu lên rồi. Chào Nguyễn Tình nha. Anh không có cây nào bán á. Lên đây có anh Trương Công Danh bán cho em. Châu.